Trước tiên, tán thán quý Phật tử hôm nay đã trở về tham dự khóa tu trọn vẹn. Xin cho tràng pháo tay quý vị Phật tử. Bởi vì sanh ra đời một kiếp người, làm được thân người là khó, mà thân người gặp được Phật Pháp lại khó, và thân người gặp được kinh Phật để lại Phật và có được phước báo hiểu về những phước tướng của Phật lại càng khó hơn. Cho nên một lần nữa cho tràng pháo tay thật dài, thật sâu và thật lớn để tán thán công đức toàn thể của Phật tử A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về kinh Vạn Phật, phước tướng nghi dung đầy đặn. Hồi tháng rồi là chúng ta học về phước tướng nghi dung khẩm đủ, còn hôm nay chúng ta là học về phước tướng nghi dung đầy đặn. Muốn hiểu hơn về nghi dung khẩm đủ thì Huệ Phúc mời quý Phật tử chiều về lên YouTube xem là phước nghi dung khẩm đủ ha. Cái tựa là phước đẹp người đẹp nết á, quý vị xem ha, có 60 phút à. Còn bây giờ chúng ta sẽ học bài nghi dung đầy đặn. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về nghi dung đầy đặn là gì. Để ta biết hơn phước tướng nghi dung đầy đặn thì ta sẽ học qua những cái danh hiệu Phật này để chúng ta sẽ biết nghi dung đầy đặn là gì ha. Trước tiên chúng ta dở trang 356 danh hiệu Phật ở phía dưới ha. Nam mô danh hàng phục ma nhân thắng Phật, nam mô hàng phục tham nhân tự tại Phật, rồi nam mô hàng phục sân nhân thắng Phật, rồi nam mô hàng phục si tự tại Phật, rồi nam mô hàng phục nhiễm ma thân thắng Phật, rồi nam mô hàng phục hận tự tại Phật, rồi nam mô hàng phục tật nhân thắng Phật, nam mô hàng phục xiểm khúc tự tại Phật, nam mô hàng phục tà kiến nhân thắng Phật, nam mô hàng phục hí tự tại Phật. Rồi chúng ta dở tiếp qua trang 359. Nam mô nhãn quang minh nhân thắng Phật, nam mô nhĩ quang minh nhân tự tại Phật, rồi nam mô tỷ quang minh nhân thắng Phật, rồi nam mô thiệt quang minh tự tại Phật, rồi nam mô thân quang minh nhân thắng Phật, rồi nam mô tâm quang minh tự tại Phật, rồi nam mô sắc quang minh nhân thắng Phật, nam mô thinh quang minh tự tại Phật, nam mô hàng phục hương nhân thắng Phật, nam mô vị quang minh tự tại Phật, nam mô xúc quang minh nhân thắng Phật, nam mô pháp quang minh tự tại Phật. Đó là những danh hiệu Phật trong 100 vị Phật này. Những danh hiệu Phật hồi nãy giờ Huệ Phúc đọc cho quý vị xem á, học những danh hiệu Phật này chúng ta hiểu rõ hơn về phước tướng nghi dung đầy đặn là gì. Trước tiên có hai ý, ý thực tế và ý tâm linh. Nghi dung đầy đặn, hôm bữa là mình học nghi dung khẩm đủ, còn bây giờ là mình học nghi dung đầy đặn. Ý thực tế nè, hồi nãy mình có học mà siêu vượt thế gian, siêu vượt thế gian không? Là siêu, con lại danh hiệu Phật này, con lại trăm vị Phật này, con sẽ được siêu vượt thế gian 30 kiếp, siêu vượt thế gian ngàn kiếp, siêu vượt thế gian đồng công đức Phật Di Lặc, rồi siêu vượt chẳng thể đếm kể, siêu vượt thế gian ngàn kiếp, vô lượng kiếp, đúng không? Siêu vượt thế gian có nghĩa là nghi dung đầy đặn này là nói về cái phần trí tuệ tuyệt vời của Phật. Trong cuộc đời này quý vị thấy một người nào mà vừa thông minh mà lại vừa trí tuệ thì gọi là siêu vượt thế gian. Siêu mà vượt thế gian là sao? Ở trong thế gian này mình thấy người nào mà siêu hơn tất cả mọi người và vượt lên tất cả mọi khó khăn trong cuộc đời này thì mình biết là người đó có phước báo, đã từng lại Phật, đã từng tôn kính Phật trong quá khứ. Cho nên mình thấy người nào mà tuyệt vời trong tất cả các tuyệt vời thì mình biết người đó là, ví dụ giàu là giàu lên luôn chứ không có mà giàu thời gian bị phá sản thì đó không phải là siêu vượt thế gian ha. Còn nghĩa phước báo là phước báo lên luôn, lên là lên luôn, tu là tu lên luôn. Siêu vượt thế gian cũng có nghĩa là đầy đặn nè, đầy mà đặn. Hôm bữa là khảm đủ, mình nói về cái phần phía dưới. Còn bây giờ đầy đặn là mình thấy một người nào vừa đẹp người đẹp nết mà xung quanh họ và những mối quan hệ của họ là thường họ gặp được những người quyền quý cao sang phía trên hết. Không có khi nào bị gặp những người mà xấu ác. Bạn của họ là những người tầng lớp cao sang quý phái. Vì vậy cho nên quý vị thấy hồi xưa Đức Phật Bổn Sư Thích Ca của mình á, là đệ tử của Ngài, nói về thành phần mà độ thì độ, độ tràn gian hết, nghèo giàu thì cũng độ. Nhưng mà những người mà Ngài thu phục được là toàn là vua chúa và những người từ tầng trời xuống để nghe Pháp ha. Rồi những chư thiên rồi xuống nghe Pháp và những vua Ba Tư Nặc, vua Tằng Bà Sa La, vua này vua kia lợi nghe Pháp không à. Cho nên là mình thấy cái người nào mà giao tế của họ
tầng lớp thấp thì khỏi nói rồi, thằng lớp thấp thì rất là dễ rồi. Mình nói về Phật thì hơi xa xôi, mà mình nói về thực tế. Nếu trong cuộc đời này mình thấy một người nào mà vừa giàu vừa đẹp, đẹp người đẹp nết, mà những cái giao tế của họ là toàn giao tế những người quan hệ rộng ấy, mà hơn nhau là cái phần quan hệ, biết không? Có nghĩa là người đó quen biết lớn, quen biết những người quyền quý cao sang trong xã hội, và những người họ quen biết là những người có thể giúp đỡ cho họ rất nhiều thứ trong cuộc đời này. Ví dụ như là khi mà con thường xuyên đảnh lễ Phật, con tôn kính Phật, con thường xuyên đảnh lễ Phật, người ta nói phước là vô hình mà nó che chở mình, là biết sao? Là tại vì khi mà con có phước á, khi mà con có phước thì những cái mối quan hệ mà con gặp trong cuộc đời này, những mối quan hệ đó, những cái người mà con là bạn của con, những người mà con giao tới, khi mà con có chuyện, họ có thể có khả năng giang tay giúp cho con để vượt qua những cái khổ nạn, hiểu không? Đó là siêu vượt thế gian. Siêu vượt thế gian là như vậy. Thì ví dụ như cái một cái lỗi đó, nếu con là có quan hệ tốt với tầng lớp mà có quyền có thế, thì coi như lỗi 10 thì thành 1, không ai bắt lỗi. Mà nếu con là người không có phước, lỗi con chút xíu mà bên cạnh con không có gốc nào dựa hết trơn trọi, không có gốc nào mà che chở chắn cho con trơn á, thì cái lỗi con chút xíu mà nó nổ ra thành cái lỗi bự luôn, không ai che chở cho con, hiểu không? Đó là như vậy, là đầy đặn, ghi dung đầy đặn, có nghĩa là vừa đó vừa đẹp người, đẹp nết, giàu có, mà lại đầy đặn là sao? Đầy mà đầy vung lên, đặn, khẩm đủ là khác, mà đầy đặn là đầy đặn luôn luôn lên luôn. Là sao? Là khi mà trong cuộc đời này, giống như là được nhiều người nể phục là một, rồi những mối quan hệ của con là những người tuyệt vời, con có thể nhờ giả được, thí dụ như, tại nói thí dụ nha, còn Phật thì không biết, ví dụ như con có đứa con, con muốn con có học vô trường điểm, mà con lại chơi thân với một ông hiệu trưởng của trường điểm, con chỉ cần alo đó, bạn hả, cho tôi gửi đứa con vô học là ok liền, khỏi cần thi qua cái lớp nào trơn trọi là nó nhận được liền, đúng không? Còn nếu mà con không có quen những cái người mà tầng lớp cao sang quý phái, con cũng có khả năng con cho con học trường điểm, nhưng mà việc alo cái nó kêu vậy thì thi đi, thì nào đậu mới tiễn vô chứ, còn không đậu đâu tiễn, hiểu không? Kiểu đại khái vậy đó. Còn nếu mà con quen được cái bạn con là trưởng của hiệu trưởng trường đó hay là gì gì đó, là khỏi cần thi, alo, tôi gửi đứa con học trường điểm rồi, vậy tới ngày khai giảng dẫn tới gì giá hối sống, hiểu không? Cái đó là kiểu vậy đó. Nếu mà thường suy tất cả 10 phương chư Phật 3 đời thành Phật, khi mà thành Phật rồi á, thì những vị Phật đó luôn luôn có khả năng độ tất cả những vua chúa, những chuyển luân thánh vương. Nói chung là khi mà một người thường xuyên đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, thì cái phước của họ sẽ quen được những người quyền quý cao sang. Ha, là một, đó là ý thứ nhất. Thứ hai là khi mà một người nghi dung khẩm đủ, là người đó không bao giờ có ý niệm hoàn tục. Khi con tu á, không bao giờ mà cái miệng con phát ra, thôi con sùng cỡ nào cũng, thôi con bỏ Phật, thôi con bỏ chùa, thôi con không đi chùa nữa, thôi con thề con không đi chùa nữa, con bỏ Phật, rồi con xin hoàn tục. À, mấy cái đó là cái người đó không có nghi dung đầy đặn, mà là đi tuột xuống rồi, hiểu không? Cho nên khi mà con là đệ tử Phật, thường xuyên đảnh lễ Phật, thì không bao giờ có ý nghĩ mà bỏ Phật hết. Nếu đó là ngoài đời, là luôn luôn tu là tu lên luôn, tu là luôn tu luôn, không có tuột. Còn nếu người nào mà tu một thời gian mà sao mà muốn hoàn tục là gì, là muốn ra đời á, hoàn tục. Thí dụ như con Phật tử mà con nói hoàn tục có nghĩa là con không thèm đi tu tập bát quan trai nữa, con đang ăn chay trường cái con trở đũa con ăn mặn, một ngày con tụng đại bi cái con trở quẻ con nói dụ ngày 108 đại bi, con tuột xuống ngày một biến, mà 108 biến hàng ngày mà con không lại Phật, con không bị hết, con tuột, con hoàn tục nè, con tuột là có như là 5 giờ con không còn dậy tụng kinh nữa, mà từ 108 biến con trở thành 01 biến, là không có một biến nào hết luôn á, hiểu không? Là con đang hoàn tục đấy, đến không? Cho nên cái đó không phải là nghi dung đầy đặn, mà đó là nghi dung mà tuột luôn. Huệ Phúc tập cho quý Phật tử cùng với Huệ Phúc là đừng bao giờ nói cái chữ là hoàn tục hết á nha. Con thấy cái người nào mà nói giờ tôi đang tu ngon lành, mà nói chi con giờ tôi chén của tôi hoàn tục, là con biết người đó là sắp rồi. Sắp gì biết không? Sắp tuột phước á. Sắp tuột phước, bởi vì xa vòng tay Phật là con luôn luôn gặp bão tố. Bởi vì cho nên con thấy khi mà con tu tập, hoặc là con giàu có, con muốn giàu giàu mãi mãi, con có muốn từ giàu trở thành ăn mày không? Con muốn không? Đâu ai muốn kiểu đó, đúng không? Giàu giàu luôn chứ, nhất là những người mà hành đạt thành công mà ở trên trời thiên hạ không, mà tự nhiên tuột xuống không còn cái họ không còn cái chén ăn cơm á, chịu sao nổi,
Hiểu không? Thí dụ như con đang ở nhà lầu 4 tầng mà tuột xuống ở nhà trọ mà không có tiền đóng nữa sao chịu nổi? Đại khái vậy đó. Mà con hoàng tục là tưởng tượng giống vậy đó, hiểu không? Khi mà con hoàng tục là có nghĩa là từ cái phước cao ra cao trên sao sang, tuột xuống không còn khỉ gì trơn, trọi gọi là hoàng tục. Hôm nay chúng ta có được phước duyên học cái phước là nghi dung đầy đặn. Nghi dung đầy mà còn đặn, đặn là được nha, đầy, đầy là đầy luôn, đầy luôn, cái gì mà phước đầy đặn, đầy lên luôn. Đầy là giàu có đủ thứ. Đặng là được hưởng. Có nhiều người có của mà không có số hưởng. Bữa hay có giảng rồi đó. Vậy nghe ha. Còn cái này là nghi dung đầy đặn là con giàu mà con có phước báo để hưởng những cái sự giàu phước của con. Cũng như thí dụ có nhiều người đắc quá trời đắc luôn á, mà khi mà còn sống á không có khả năng bán, không có tiền xài, nhưng mà có đắc quá trời nhưng mà không thể nào bán được hết trơn trời. Mà chết một cái người đó cũng có của đúng không, tài sản đúng không, có bất động sản, có tài sản mà không bao giờ bán được. Mà tới chừng khi mà chết, cái khi mà chết tùng cái chừng 21 ngày cái là đứa con nó bán được hết trò trơn á, mà trở thành mình có của mà không xài được, mà mình chết luôn á, mà thì cái của trở thành di sản là để người khác xài. Di là di dời, mà sản là sản nghiệp của mình, nó chuyển qua người khác xài gọi là di sản, hiểu không? Ở kiểu đại khái vậy. Cho nên nghi dung đầy đặn là mình có phước báo mà mình nắm, mình chắc trong tay và mình còn xài được cái phước của mình đang có. Thí dụ mình có chiếc xe hơi đi, là mình biết chạy xe và mình biết lái xe và mình biết chăm sóc xe và mình biết cầm lái xe để xài được chiếc xe đó. Còn có nhiều người có tiền mua xe nhưng mà xe để cho người khác xài, mình không bao giờ dám lái ra đường, thì mình không có ghi dung đầy đặn, mà là cái đó là mình có phước mà mình không có cái phước để lái chiếc xe. Thí dụ đại khái, thầy nói thí dụ nha để cho mình hiểu giờ cho dễ. Có nhiều người, rất có nhiều người mua xe mấy chiếc vậy nhưng mà không bao giờ ngồi trên tay lái được trơn trọi, để cho người khác lái không. Hoặc có nhiều người có rất nhiều nhà nhưng mà nhà toàn để cho người này người kia ở hoặc cho mướn, còn mình ở cái nhà ập ẹp vậy đặng để lấy tiền xài, còn trong khi đó là mình cũng là bà chủ như ai chủ trọ rồi nha, nhưng mà không bao giờ mình sống trong được cái phòng nào mà ngon lành, còn cái phòng mà đẹp cho người ta mướn hết trơn rồi. Cái đó không phải là cái phước nghi dung đầy đặn. Nghi dung đầy đặn là phước có xài nắm và chắc trong tay và xài được ha. Đó là khác nha, đó là thực tế. Còn bây giờ mình nói về phần tâm linh nha. Tâm linh nè, nghi dung đầy đặn là cái phước đẹp người đẹp nết, là mình kết hợp với cái bài pháp trước, hiểu ha. Nghi đầy đặn là đầy lên, mà đặn là được lên cao và được dối tới và xài được, hiểu không? Đó là đầy đặn. Còn vậy nữa, thí dụ con có rất nhiều bà con toàn giàu không, thí dụ như anh em con cũng tỷ phú rồi, bạn bè con cũng tỷ phú, chỉ có một mình con nghèo thôi. Thì khi con là người giao tới toàn nhà giàu, nhưng mà mấy cái nhà giàu nó chẳng bao giờ giúp cho con hết trơn trọi. Thí dụ như anh hai con cũng là tỷ phú, anh ba con cũng là triệu phú, nhưng mà con là anh em trong nhà, nhưng tới khi có chuyện không có nào cho con tiền hết. Thì con không có phước là nghi dung đầy đặn. Phước đó con đang thiếu, mà đầy đặn có nghĩa là cho dù con không có tiền, nhưng mà bạn bè của con, anh chị em của con, cha mẹ của con, anh trai, anh hai, anh ba, chị tư gì đó, chị rất là giàu, luôn luôn sao? Con cần tiền là cho tiền, con cần xe là cho xe, con cần ủng hộ từ thiện hay gì là cũng ủng hộ, cũng phụ với con đại khái vậy. Thì đó là cái phước nghi dung đầy đặn. Còn có nhiều người quen nhà giàu rất nhiều, nhưng mà nhà giàu đó chẳng bao giờ con có chuyện đó, nó chẳng bao giờ giúp con hết trơn trọi. Thì đó không phải là nghi dung đầy đặn, hiểu không? Đó là thực tế. Trong cuộc đời này quý vị thấy có thực tế gì không? Có không? Có nhiều người bà con giàu lắm nhưng không nhờ được người nào trơn trọi, đúng không? Còn có nhiều người có phước, tuy là người ta không có giàu nhưng mà ta giàu phước bằng cách chỉ cần có anh em giàu một cái hả, là có chuyện gì là anh hai anh ba đưa tay ra giúp hết trơn trọi. Đó là gọi là đầy đặn nha, đầy mà được đặn. Và nhất là cái người mà phước nghi dung đầy đặn là không bao giờ mở miệng ra là nói hoàng tục, không bao giờ mở miệng ra là bất mãn bắn đắng bề trên, không bao giờ mở miệng ra là bất mãn một cái gì đó mà đang tốt đẹp mình quốc hận cái mình phản phé, là cái đó không phải là đầy đặn nhé. Và như vậy để mà quý vị có cái điều phước là nghi dung đầy đặn, thì cả đạo tràng cùng chắp tay lên với Huệ Phúc nguyện với Phật tên tuổi pháp danh của con, cầu cho mười phương chư Phật giúp đỡ cho con đời đời kiếp kiếp tâm tu con càng ngày tăng trưởng phát triển bền vững mãi mãi, và mãi mãi không bao giờ có ý nghĩ có chữ hoàng tục trong đầu của con ha. Con nguyện nha, dịu không, đồng ý không? Bởi vì khi mà con có ý nghĩ con hoàng tục, có nghĩa là cái phước của con nó tuột, mà con biết con đang đi trên đường mà con xuống bùn một cái khó kéo lên lắm.
Khi con là mọi loài người mà con xuống bùng một cái trở thành con chó hoặc con gì đó, con khó tu lên thành làm người lắm. Hoặc là khi con giàu có mà con tuột phước trở thành không còn gì hết, trở thành ăn mày luôn, con cũng khó bao giờ mà vượt lên được chính mình lắm. Đó, như vậy, Nguyễn Phật ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Danh Hiệu Vạn Phật Tôn Kinh. Nam mô Đệ Nhất Phước Báo Tài Lộc Tôn Tự Ngọc Si Lý Bồ Tát. Nam mô Chánh Pháp Minh Như Lai Kim Thân Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thừa Danh Hiệu Vạn Phật Tôn Kinh. Gia hộ độ trì cho con, tên tuổi pháp danh là. Hôm nay con được trở về Tam Bảo Thiên Hòa Ni Tự, học được phước tướng nghi dung đầy đặn trong kinh Vạn Phật. Con nguyện mười phương chư Phật gia hộ độ trì cho con, nhờ công đức lại Phật tu tập, đời đời kiếp kiếp con được phước báo nghi dung đầy đặn, và cầu xin mười phương ba đời chư Phật giúp đỡ cho con, hỗ trợ cho con, giữ tâm cho con, đời đời kiếp kiếp không bao giờ có ý niệm hoàn tục. Nhớ nha. Rồi, con chịu không? Con đồng ý không? Biết tại sao không? Chỉ cần con mà có ý nghĩ hoàn tục là Long Thiên Hộ Pháp sẽ không còn gia hộ cho con nữa. Mà con biết khi chết á, người ta hay dùng cái từ gì biết không? Tưởng niệm. Cái từ tưởng niệm. Tưởng là nhớ, tưởng là nhớ nghĩ, niệm là thường xuyên nghĩ điều đó. Cho nên luật hấp dẫn hoặc là luật gì đó, mà nếu mà trong lòng của con muốn hoàn tục, con muốn hoàn tục, và con muốn bỏ Phật, con muốn bỏ chùa, và con không muốn đi tu tập Bát Quan Trai nữa gì đó, là con đang hoàn tục á. Con chỉ cần nghĩ là con sẽ xa rời vòng tay Phật, con nghĩ là con không thèm tu nữa, con không thèm gì nữa, con không thèm tu nữa, con không thèm làm phước nữa, con không thèm lại Phật nữa thì đó là cái ý nghĩa hoàn tục á, là con chết chắc. Là bởi vì như vậy, khi mà một người có ý nghĩ hoàn tục một cái là Long Thiên Hộ Pháp buông tay, chư Phật buông tay. Con biết Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm cho con sớm vượt qua biển khổ, mà cuộc đời này là tất cả đều phải vượt qua biển khổ hết. Cuộc đời này là biển khổ, mà con vượt qua biển khổ là con đã qua đời mất tiêu rồi. Đồng ý không? Có phải con chết là con qua đời không? Đúng không? Mà con sống là con vượt qua biển khổ, mà con biển mà con vượt qua là con đã qua đời rồi. Cho nên cỡ nào cũng không có nói chữ hoàn tục. Mà con bắt lên mạng, con bắt lên mà con có thấy cái bài pháp nào để tôi mong hoàn tục, và con đừng thèm vô nghe. Nghe nó sẽ suy nghĩ, và những cái ý nghĩ xấu của những người mà thích hoàn tục nó sẽ len lỏi trong cái tế bào tu tập của con, là con chết chắc, bắt chước người ta đó, hiểu không? Cho nên cỡ nào cũng không nói hoàn tục. Và sao nữa? Và khi mà con tu tập là con nguyện với Phật, thí dụ con nguyện với Phật hôm nay con lại chăm lại Phật, thì ngày mai con lên được một lại, con lại được 101 lại. Hoặc là con ngại tụng 5 biến chú Đại Bi thì con phải tụng tăng từ ngày, mỗi ngày một biến. Thí dụ như ngày nay ngay tụng 5 biến chú Đại Bi thì ngày sau con tụng được 6 biến chú Đại Bi, ngày mốt con tụng được 7 biến chú Đại Bi. Còn thí dụ bữa nay con lại 100 lại Phật thì ngày mai con lên được 101 lại, ngày mốt lên được 102 lại. Đó là tăng trưởng đầy đặn phước báo, hiểu không? Vì vậy cho nên mười phương ba đời chư Phật khi thành Phật là vị Phật đó tu là tu mãi, và càng tu là càng tăng phước, càng tu càng tăng phước, càng tu là tâm tu càng tuyệt vời, càng kiên cố, càng tuyệt vời, càng kiên cố. Con có thấy Đức Phật nào đang tu nó hơi giờ tu hoàn tục không? Không có, không có. Và khi mà một vị thành Phật là thành mãi mãi, chứ không phải kiếp này là Nam Mô Kim Cang Cam Lồ Thượng Phật, cái qua cái ngàn kiếp sau cái trở thành Nam Mô Kim Cang Lồ Tăng Thượng Bồ Tát. Không có, hả? Phật là Phật luôn, chứ không có Phật thành Bồ Tát. Hiểu ý thầy không? Hiểu không? Đó là đầy đặn, đó là phước đầy đặn. Chứ không có khi nào mà ví dụ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cái mốt Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Bồ Tát. Không có, không bao giờ, không có được chuyện đó. Hiểu không? Vì vậy cho nên một người thường xuyên lại Phật, thường tôn kính Phật là nghi dung đầy đặn cái phước. Cái phước đó là phước để sao? Làm cho tâm tu của con càng ngày càng tăng trưởng, tăng trưởng, tăng trưởng. Và sao nữa? Tâm tu của con ngày càng tăng trưởng, thiện tâm tăng trưởng và đạo tâm kiên cố. Đó là cái phước nghi dung đầy đặn đấy. Đó là thực tế ha. Rồi tiếp, bây giờ chúng ta qua cái phần tâm linh nha. Trang 356. Nam mô danh hàng phục ma nhân thắng Phật, Nam mô hàng phục tham nhân tự tại Phật, Nam mô hàng phục sân nhân thắng Phật, Nam mô hàng phục si tự tại Phật,
Nam mô hàng phục nhiễm ma nhân thắng Phật. Nam mô hàng phục hận tự tại Phật. Nam mô hàng phục tật nhân thắng Phật. Nam mô hàng phục xiểm khúc tự tại Phật. Nam mô hàng phục tà kiến nhân thắng Phật. Nam mô hàng phục hí tự tại Phật. Rồi, để làm sao con đạt chuẩn được cái phước gọi là nghi dung đầy đặn, thì trước khi mà con thành Phật và con được cái phước gọi là nghi dung đầy đặn, thì trước tiên nhờ công đức lại Phật. Để làm sao con không bao giờ bị có cái ý là hoàn tục phước, con không bao giờ bị lỡm mà luôn luôn đầy đặn, thì trước tiên là nhờ công đức lại Phật mà con hàng phục được danh hàng phục ma nhân thắng Phật. Có nghĩa là sao? Danh là danh lợi, danh là cái tên của mình, là danh là lợi. Hàng phục là sao? Hàng phục là phục, có như là cái người nói là tâm phục khẩu phục, người đó làm cho tôi tâm phục khẩu phục gọi là hàng phục đấy, thấy không? Ma nhân là sao? Nhân là người, còn ma là chúng ta nhờ công đức lại Phật mà chúng ta hàng phục được cái danh lợi ma mị của mình. Bởi vì tại sao? Khi mà một người siêu vượt thế gian 30 kiếp, 70 kiếp, 80 kiếp trong cái 100 vạn Phật này nè, siêu vượt thế gian, cái người mà siêu vượt thế gian là người trí tuệ, phải không quý vị? Đúng không? Đạo Phật là duy tuệ thị nghiệp, duy tuệ nha, chứ phải duy tuệ nha, duy tuệ thị nghiệp. Có nghĩa là đạo Phật lấy trí tuệ làm đầu, để Huệ Phúc phân tích rất rất sâu với một người thông minh và một người trí tuệ. Quý vị nghe nè, Đức Phật của chúng ta là bậc giác ngộ, có nghĩa là bậc đại trí tuệ. Trong cuộc đời này Đức hả hành Phật là vị Phật đó là phải là vị đại trí tuệ. Và trong cuộc đời này mình nói sâu xa thì hơi khó nghe, nhưng mà trong cuộc đời này một người thông minh và một người trí tuệ nó khác nhau như thế này nè quý vị. Ví dụ một người thông minh, thứ nhất cái người mà thông minh á, người ta quan tâm nặng nề với được và mất. Còn người trí tuệ á, người ta tin vào luật nhân quả, hiểu không? Cái người thông minh á, khi mà người ta quan tâm cái chuyện đó là phải được chứ không được mất, thắng chứ không được thua. Còn người trí tuệ á, là người ta quan tâm là luật nhân quả. Trong cuộc đời này mỗi việc con có hay con giàu có hay gì là do cái nhân con gieo tốt thì quả của con sẽ là quả phước báo, chứ không phải là được và mất. Cho nên cái người thông minh á, khi mà được thì họ mừng, mất thì họ buồn. Còn đối với người trí tuệ thì tất cả việc được mất thì họ sẽ soi bằng luật nhân quả. Bởi vì họ hiểu thấu, họ chỉ dựa vào luật nhân quả để họ không bao giờ bị buồn khi những điều mà danh lợi đã mất, hiểu không? Và cho nên danh hàng phục ma nhân thắng Phật, có nghĩa là một người thường xuyên đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, thì làm cho sao? Cái trí tuệ của mình rất là tuyệt vời, để sao? Mình vượt qua cái con ma ham danh của mình, con ma ham lợi của mình, để mình chiến thắng được cái danh lợi đó. Mình chiến thắng được danh lợi là tự phù du của cả thế gian này. Cho nên cuộc đời này người ta cũng có danh đó, cũng có lợi đó, nếu không có phước thì cũng chẳng có được danh lợi lâu dài, đúng không? Vậy cho nên một người thông minh thì người ta quan tâm đến được và mất, còn người trí tuệ là người ta quan tâm đến luật nhân quả. Vì vậy cho nên Nam mô danh hàng phục ma nhân thắng Phật, nhờ công đức lại Phật, nhờ thường xuyên đảnh lễ Phật mà con cảm thấy danh lợi là phù du. Người nào có tu, danh lợi là phù du, tiền bạc là vật phù du, người nào có tu người đó có tiền à, phước á. Tiền bạc là vật phù du, người nào không có tu không có tiền. Biết sao? Tiền là phước, cân đo đong đếm bằng phước. Nếu con không có tu thì rờ cái túi của con không làm gì ra tiền hết. Không phải mình nói tu mới có tiền, nhưng mà đại khái cái phước của con, khi mà con có phước thì con làm chơi ăn thiệt, mà khi con không phước con làm thiệt ăn chơi. Mà khi con có phước thì con không thất nghiệp, mà khi con thất nghiệp là con đâu có tiền. Mà khi con thất nghiệp là phước con đang tụt, con mới bị thất nghiệp, hiểu không? Vậy cho nên danh hàng phục ma nhân, thí dụ con đang làm tổng thống, con làm đang chủ tịch nước, con đang làm chủ tịch xã đại khái gì, nhưng mà khi con có phước thì danh của con càng ngày càng lên nữa. Ví dụ như chủ tịch nước thì có thể tái chủ tịch nước, ví dụ đại khái. Còn thí dụ như con làm một điều danh nó rất là lớn lao, khi mà con có danh có chức rồi là con nở mày nở mặt với người ta, con nở lỗ mũi dữ lắm. Nhưng mà khi mà con đã hết phước thì có thể nó tuột thành con số không, có thể từ chủ tịch nó tuột xuống không còn tịch chủ gì hết trơn rồi, hiểu không? Đó, đại khái như vậy á. Cho nên danh hàng phục ma nhân thắng Phật. Vì vậy cho nên một người thường xuyên đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, khi mà có phước về danh là lên luôn từ Bồ Tát là lên luôn tới Phật, chứ không thể mà tu Nam mô Phật cái kiếp, cái trăm kiếp thành Nam mô Bồ Tát, không có. Ví dụ như Phật Bổn Sư mà hồi trước là còn là một vị Bồ Tát, là gì Bồ Tát gì gì đó,
Còn nếu bây giờ đã hành Phật thì là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà đã hành Phật rồi là Phật luôn, Phật mãi mãi. Bởi vì tâm Phật là tâm tốt mãi mãi, trí tuệ mãi mãi, tăng trưởng. Chứ không thể mà triệu năm nay tôi làm Phật rồi triệu năm sau tôi làm Bồ Tát. Không bao giờ có cái chuyện mà thí dụ như Nam Mô Hàn Phục Hạng Tự Tại Phật, cái triệu năm sau cái Nam Mô Hàn Phục Hạng Tự Tại Bồ Tát, không có chuyện đó, hiểu không? Đó là như vậy. Vì vậy cho nên để nghi dung đầy đặn, có nghĩa là khi mà cái phước con có là phước đó con lên luôn, con đầy luôn đầy đặn mà lên luôn, nghĩa là tu phước tăng chứ không có tụ phước. Đó là như vậy. Thứ hai nữa là Nam Mô Hàng Phục Tham Nhân Tự Tại Phật. Tham nhân tự tại Phật, nhờ lại Phật mà lòng con không còn tham nữa. Con hàng phục, chữ hàng phục là con chiến thắng ma quân á, con chiến thắng á. Nam Mô Hàng Phục Tham Nhân Tự Tại Phật. Nhân là người tham, tham là chiến thắng cái người tham, chiến thắng cái bản thân tham của con, chiến thắng cái gì tham tham là con lại Phật thì nó hết tham. Đó vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì người thông minh là tìm cách thắng trong cuộc chơi. Còn người trí tuệ là sao? Biết rằng không phải trận nào cũng cần chiến thắng. Khác nhau nha. Người thông minh là tìm cách, tìm mọi cách thắng trong mọi cuộc chơi. Còn người trí tuệ là biết rằng không phải trận nào cũng cần chiến thắng. Cho nên là sao? Phải nói thí dụ Nam Mô Hàng Phục Tham Nhân Tự Tại Phật. Tại sao con hay mất? Thầy con bị người ta lường gạt rồi. Bấm vô cái like gì đó anh sẽ được nhận phần quà đó. Ví dụ như một cái số điện thoại lạ gọi tới con, mà cái lòng tham ai cũng có. Bạn có muốn lãnh cái phần quà đó mà bị miễn phí? Mà cuộc đời này con người mình nào miễn phí khoái lắm. Cho nên bạn có muốn lãnh cái phần quà đó là bao nhiêu triệu gì gì đó, thì bạn sẽ mời, bạn sẽ bắn vào cuộc cái link gì đó. Lòng mình tham lên, mình muốn có mấy triệu bạc à, tham lên mấy triệu bạc, cái mình bắn vô cái link gì đó, cái trong số tài khoản mình đi đứt hơn 100 triệu, đại khái vậy là chữ tham á, hiểu không? Vì vậy cho nên khi mà con thường xuyên đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, thì con được hàng phục tham nhân tự tại Phật. Là sao? Là con hàng phục là con chiến thắng được cái lòng tham trong con. Bởi vì con lúc đó con sẽ suy nghĩ có trí tuệ mà, con tri trị có trí tuệ. Bởi vì mình là người trí tuệ à, không, cuộc đời này không có cái gì miễn phí hết. Ủa, cái gì miễn phí là nó có chiêu và nó có cái bẫy sau lưng, hiểu không? Không thể nào mà mình bấm vô cái đó tự nhiên mình có được mấy triệu là không có, phải suy nghĩ lại. Cho nên nhờ con suy nghĩ lại mà con không bấm thì tự nhiên cái tài khoản con không có phải bị hacker, hiểu không? Đại khái là như vậy đó. Còn nói về tu tập hàng phục tham nhân tự tại Phật, thí dụ hôm nay là ngày tu bát quan trai, con thọ cái giới là không trộm cắp, nhớ không? Giới thứ hai là không trộm cắp. Thì do con là người có tu tập, người có lại Phật, người có thọ bát quan trai hôm nay, thì đối với con thí dụ như cái bà đó, bà đi toilet, tại vì bà đeo cái sợi dây chuyền mà sợi dây chuyền có hình Phật á, mà bà sợ đem cái vô toilet á là Phật á sẽ bị hôi á, cho nên là bà treo ở ngoài cái cửa phòng tắm á. Cho nên khi mà con là người thường xuyên đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, thì con thấy bà treo chỗ đó có thể con giữ giùm, bà đi vô đi con giữ giùm cho bà, chúc bà ra bà lấy về cũng được. Còn nếu mình là không phải là Phật tử, không phải là mà là Phật chết á, ví dụ là Phật tử thì nó có giùm, mà Phật chết là nó không có coi. Phật chết là coi như canh bả đi vô là mình lụm luôn, đại khái vậy. Cho nên là hàng phục tham nhân tự tại Phật, hàng phục là chiến thắng, cái gì của quý ai cũng khoái mà. Ai cũng khoái mà có cơ hội là lấy được thôi. Nhưng mà do mình thường xuyên đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, thì thay vì cái bà đó bắt treo cái sợi dây chuyền bằng vàng ở cái cửa nhà tắm đó, nhưng mà mình là đệ tử Phật, thường xuyên đảnh lễ Phật, tự nhiên mình không bao giờ mình có ý nào mà mình lấy cái sợi dây chuyền của cái bà, của bạn Phật tử mình hết trơn đội á, hiểu không? Mà mình còn đứng đó mình giữ giùm cho bạn mình, nhờ mình chiến thắng được lòng tham vậy mà mãi mãi ngàn kiếp sau mình không trở thành ô xin để trả nợ tình xa cho cái bà đó, hiểu không? Cho nên đó là Nam Mô Hàng Phục Tham Nhân Tự Tại Phật. Mà con nhờ con không tham như vậy cho nên phước của con đang là phước nhà giàu. Do con không tham thì con giàu mãi mãi nữa, con không có tụ xuống trở thành nhà nghèo. Cho nên có nhiều người tại sao đang giàu tự nhiên phá sản, đang giàu tự nhiên sản là nó có nguyên do. Nhiều khi mình đang lúc đó mình cũng đang có phước đó, nhưng mà cái lòng tham mình không chiến thắng, mình tham có nhiều thứ nữa chứ không phải là giặt giặt nữa, không phải của mình mà mình lấy của người ta đem về phần mình, tự nhiên trở thành người nghèo phá sản hồi nào cũng hay lạ vậy, phá sản phước báo, hiểu không? Cho nên Nam Mô Hàng Phục Tham Nhân Tự Tại Phật, bởi vì dựa vô cái người có trí tuệ nó khác người thông minh. Người thông minh à, cái bà đó vô là chỉ cần bà không thấy là mình lấy, bà đâu có thấy đâu. Cho dù hai thằng da giác, nhưng mà đâu có ai biết hai thằng da giác làm sao, nghe nói thôi chứ tôi đâu thấy hai thằng da giác đâu. Đại khái vậy là lụm liền, là người thông minh đó, người ta không thấy mình lụm, mình đâu có sao đâu, miễn không có bị pháp luật là ok. Nhưng mà cái người trí tuệ là không có nha. Lấy thì sao?
phải trả thôi. Nhân quả mà, lấy là phải trả thôi. Cho nên mà sao cái nào cướp thì sẽ bị đọt ha, cái nào cướp là sẽ bị đọt. Cho nên lấy của người ta thì sẽ bị người khác lấy lại, hoặc là phước nó tuột á. Cho nên cái người thông minh là cái người đó có thể chơm liền khi bà đó vô mình lấy, bà không biết, bà không có chứng cứ nói mình lấy là mình cứ việc lấy. Còn cái người trí tuệ là không có lấy chuyện đó, mà bởi vì người trí tuệ là nhờ lại Phật, nhờ tôn kính Phật mà hàng phục được, chiến thắng được tâm tham của mình. Cho nên khi mà tâm mình không tham thì mình rất tự tại. Cho nên ở trên là mình chiến thắng, mà ở dưới là tự tại Phật, đúng không? Tự tại là vô quá ngại, bởi vì lòng tham là lòng tham vô đáy. Con người là lòng tham vô đáy, có tham được lần một thì sẽ tham được lần thứ N. Vì vậy cho nên nó mới là tự tại vô quá ngại. Tự tại là như vậy, tự tại là rất là rộng rộng. Cho nên cái lòng tham nó rộng hơn cái lòng mà gọi là ma. Ma là chỉ là mức độ một là lòng không tốt. Nhưng mà lòng tham lên thì là cái lòng có tham, nó tham tràn ngập. Lần số nhất nó có thể tham của nhỏ, mà nó lấy được của nhỏ trót lọt thì nó sẽ tham của lớn. Cho nên gọi là tự tại vô quái ngại đã vậy đó. Nếu mà con đã tham rồi thì mãi mãi cái phước nghi dung đầy đặn là nó tuột luôn. Nó gọi là nghi dung lũng đoạn, chứ không còn nghi dung đầy đặn nữa, hiểu không? Rồi, Nam Mô Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật. Hàng Phục Sân là sao? Hiểu cái điều gì đúng trong hiện tại. Còn người trí tuệ là hiểu tại sao điều đó phải đúng và nó sẽ dẫn đến đâu. Vì vậy cho nên Nam Mô Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật. Nhờ lại Phật mà cái lòng sân si của con, bởi vì khi mà con những cái này con hàng phục được thì cái phước con không bao giờ bị tuột. Mà phước không bao giờ bị tuột thì càng ngày càng tăng trưởng phước báo lên, thì gọi là đầy đặn, nghi dung đầy đặn là phước báo nó đầy đặn, đầy dung lên nó tăng trưởng. Và Nam Mô Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật, bởi vì tại sao? Mỗi lần mình sân lên thì sao? Nổi nóng, sân là nổi nóng. Thì ta hay nói nóng lên một cái là có thể đốt rừng công đức. Cái con ma sân mà nổi lên có thể đốt rừng công đức. Mình tốt với ai 100 lần, nhưng mà mình khi mình nổi nóng mình chỉ cần không tốt với họ một lần thôi, là cái người mà mình đối xử tốt 100 lần, khi mình nổi nóng người đó một lần thôi là người đó trở thành kẻ thù mình liền. Thiệt là như vậy. Mà khi mà họ kẻ thù của mình rồi thì mình làm cái gì nó cũng sôi, hiểu không? Làm cái gì hả, có một người ghét rồi coi như cũng khó sống lắm. Mà 1000 người thương chưa bằng đủ bằng một người ghét. Mà một người ghét có thể giống như 1000 người thương. Con tưởng tượng một chiếc thuyền của con mà nó đầy đặn, nó không có bị lũng lỗ, thì con thể con đắp thêm vô con thể vượt qua sông, vượt qua biển không bị chìm. Nhưng chỉ cần một người ghét thôi là cũng giống như tương đương giống như chiếc thuyền qua biển của con nó lũng được một lỗ chút xíu thôi, nó lũng được một lỗ chút xíu thì nước nó rỉ rả từ từ nó vô thuyền, thì thuyền đó nó sẽ chìm nghiễm. Vậy cho nên Nam Mô Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật, bởi vì khi lại Phật con cố gắng để con xin Phật cho cái tâm lượng của con, bởi vì thân con sao đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, là thân của con đang tiếp xúc với mặt đất thì tâm của con sẽ lạnh như đất và tâm của con sẽ sao hiền như đất. Khi mà con thường xuyên đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật thì làm cho lòng của con biết tu. À, thầy đố con nè, khi con nghe niệm Phật với lại khi con niệm Phật thì cái nào sẽ giúp cho tâm con ok hơn? Thầy chưa trả lời nhưng mà thầy thí dụ nha. Có một cái bà kia, bà sống trong một cái xóm, bà xóm nó dữ lắm, chữ lộn không à, mà nó không bao giờ biết tu trơn trọi. Cho nên bà này cũng có thiện ý, mà cái xóm đó hay đi làm tăng ca 11, 12 giờ khuya mới về. Bà cũng muốn cái xóm của bà là nó sẽ hướng về Phật, cho nên bà canh người ta đi làm về mến chết, canh 11, 12 giờ thì cái xóm nó mới về đủ. Còn nếu ban ngày mở kinh mở pháp đâu ai nghe. Cho nên bà canh 11, 12 giờ đêm là bà niệm, bà bắt đầu bà mở cái băng niệm Phật nó lớn thiệt lớn lên. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, nguyên một xóm nó kéo lại nó rọi nó chữ. Cái bà bắt đầu điện hội vô. Hay, sao con cũng làm phước, con cũng muốn cho người ta nghe niệm Phật để con người ta hiền bớt, sao con mở máy lên nó chữ dữ rồi thầy? Thầy nói quan trọng là sao? Bà cho người ta nghe niệm Phật nhưng mà tâm của người ta có muốn tu hay không thì người ta mới thay đổi. Chứ còn mà tâm họ chưa muốn tu mà 11, 12 đêm ta đi làm gì mà thấy bà nội, bà bắt kiểu đó, nó không bế bà lên phường nữa thôi luôn á, hiểu không? Cho nên tại bà cái đấy con á, tại vì ban ngày đi làm trơn thầy, 11, 12 giờ đêm nó mới về, mà con sử dụng cái giờ đó con mở niệm Phật lên á, đặng con giáo quá cả sớm, trời ơi con giáo quá,
con giáo hay là hay là con đang làm phiền người ta. Cứ 11, 12 giờ đi mà canh nguyên cái mà sớm nhà trọ nữa. Vì sao ban ngày đóng cửa đi trơn à? Căng ca rồi tới 11, 2 giờ là bắt đầu bả rồi bà đi chùi lắm, bắt đầu bà mở Nam Mô A Di Đà Phật rồi bả vừa mở bả vừa hát nữa. Nam Mô A Di Đà Phật hát theo cái địa nhịp điệu. Trời ơi, cả sớm ta ngủ không được, ta đâu ăn, ta bưng gốc không? Đúng không? Cho nên là sao? Người thông minh khác còn người trí tuệ đó khác. Người trí tuệ là sao? Thay vì mà làm như vậy thì phải chuyển tâm người ta trước, mà ta chịu nghe rồi cỡ nào ta vô toilet ta cũng đem theo máy niệm Phật ta nghe nó, đừng thí dụ vậy, nó đeo theo nghe, đeo theo trên cái ngực đó có năm ngôi đạo Phật, năm ngôi đạo Phật nó nghe, đang chữ lộn nó cũng vẫn năm ngôi đạo Phật, cái máy niệm Phật á, hiểu không? Có nhiều người nha đang chữ lộn mà cứ mở cái máy niệm Phật vậy nè, chữ quách rồi chữ, nhưng mà cái máy niệm Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà vẫn đeo này nè. Trên cái bắt đầu đang chữ lộn thì chỉ thầy chỉ luôn nè cái máy mà nín liền, hiểu không? Đang đeo cái máy nó chịu đeo cái máy sao mà chữ lộn được nữa đó, như vậy á. Cho nên Nam Mô Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật, bởi vì khi một cái tâm sân lên là đốt cả rừng công đức rồi. Nam Mô Hàng Phục Si Tự Tại Phật. Si là gì? Si là vô minh. Mà vô minh là gì? Vô minh là những cái mà làm cho mình bị ngu muội, mình không biết. Vì vậy cho nên mà si là gì? Sợ nhất là si. Con đi đường, con đi rất nhanh, nhưng con đi không đúng đường thì con đi tới sáng không tới mục đích, không? Còn nếu mà con đã có trí tuệ rồi, con nhắm cái hướng chỗ nào đi tới đích thì con đi một rẹt là tới. Mà có khi mà con si á, thay vì con đi từ đây lên tới Hòa Lăng thì con vòng vòng con xuống Sài Gòn, rồi con vòng lên ở từ Hòa Lăng, rồi con vòng lên con biết nào mới tới thì đại khái. Còn nếu mà con đã có trí tuệ, con nhắm một cái từ đây tới của từ Hòa Lăng thì con đi từ rẹt quẹo bên phải thẳng ít là tới từ Hòa Lăng. Còn người không có trí tuệ là đường nào cũng tới, nhưng mà đại khái niên có trí tuệ nó si nè, bắt đầu nó đi vòng vòng qua xuống cầu Bình Lợi, rồi qua nhà bà Chiểu, rồi qua tùm lum tà la, nó đi vòng hết cái chợ lớn, rồi vòng lên nó bắt đầu có vòng từ từ nó về tới ngã từ Hòa Lăng thì nó khác, hiểu không? Còn cái người mà hàng phục si là sao? Nhờ công đức lại Phật, nhờ tôn kính Phật mà hơn nhau là trí tuệ. Nếu con không có trí tuệ thì con khó mà đạt chuẩn được bất cứ điều gì. Cho nên mà tu hành Phật mà nó đầy đặn, nghi dung đầy đặn là phước báo. Mình nhớ chữ nghi dung là phước báo đi ha. Mà phước báo đầy đặn, đầy dung luôn là do tâm con không còn si nữa. Vì con không có si là con nhận diện được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào bài pháp thật là chánh pháp, cái nào bài pháp là tà pháp, con biết suy nghĩ. Và khi mà con biết như vậy thì con tu sẽ được đắc đạo, đại khái vậy. Rồi, Nam Mô Hàng Phục Nhiễm Ma Nhân Thắng Phật. Nhiễm ma là sao? Trong cuộc đời này, mình xuống cõi ta bà này, đâu có phải mình sống chung với Bồ Tát đâu không? Mình đâu có phải sống chung với Phật không? Mà mình sống chung lăn lộn tất cả những chúng sinh chịu nghiệp cùng nhau. Vì vậy, Nam Mô Hàng Phục Nhiễm Ma Nhân Thắng Phật. Hồi xưa, trong cái câu chuyện Khổng Tử gì đó, Khổng Lão gì đó, là có cái bà rất là thương con bà, mà bà đổi chỗ ở bao nhiêu lần. Bởi vì lần thứ nhất ở nhà trọ, cái nhà của bà ở gần cái chỗ là sòng bài, cái thằng con của bà tối ngày đi qua quýnh bài chứ, cho nên bà sợ con bà hư, tại vì đi xương cũng thế nào ướt áo, bắt đầu bà đổi chỗ qua cái nhà khác không còn quýnh bài nữa. Nhưng mà bắt đầu nó ăn nhậu, chứ sớm ăn nhậu, bà tiếp tục không quýnh bài mà bây giờ cái sớm ăn nhậu thì bà tiếp tục bà đổi chỗ khác nữa để con bà không bị nhậu, con bà không là thành ma men. Tiếp tục bà đổi chỗ nữa, bà đổi chỗ nữa con bà cũng lớn. Thì tới một cái sớm đó là toàn là đèn xanh đèn mờ đèn đỏ, không biết đèn xanh đèn mờ đèn đỏ không. Cái bà sợ con bà hư, cái là bà bắt đầu bà đổi tiếp, bà đổi tiếp, bà đổi riết, bà đổi tiếp, bà đổi riết. Cái bà đổi tiếp một cái chỗ nữa là cái chỗ đó nó không có đánh bài, nó không có nhậu, nhưng mà nó chữ lộn số 1. Mỗi lần nó chữ là coi như là nguyên cái sớm là chữ lộn tà lét. Bả mới sợ là con bả sẽ giữ ở chung đó chữ lộn. Bả tiếp tục bả đổi tiếp. Bả đi cuối cùng bả đổi tới cái nhà đó là kế bên cái trường học. Kế bên trường học mà con bả rất làm biếng học. Bả đổi nhà bả ở gần cái trường học. Thì ngày nào bà cũng thấy, ngày nào con bà cũng thấy người ta sách tập đi học chi nọ nữa, thì bắt đầu nó phấn đấu nó học lên trở thành một người tốt. Nhưng mà lúc đó là cái câu chuyện lúc đó thôi, thầy nói nếu mà bây giờ nữa bà đổi nữa là ở gần chùa đi, đặng con bà gì đi chùa đi học nó ok, đại khái vậy. Tại vì là lúc đó chưa có chùa đó, bà đổi riết như vậy. Cho nên Nam Mô Hàng Phục Nhiễm Ma Nhân Thắng Phật, đó là cái sự thông minh của một cái người bình thường thôi. Còn nếu mà người trí tuệ theo với Phật thì thay vì những cái tánh đó, con chỉ cần lấy cuốn lạy ăn Phật đó con lại
là con sẽ đổi được tất cả, con hàng phục được tất cả các những cái chướng ma đó. Cho nên hàng phục nhiễm ma nhân. Thí dụ con thấy bạn của con, pháp lữ của con toàn là thị phi, toàn là nhiều chuyện không, toàn là tụm năm tụm ba, mỗi lần tụm một cái là nói xấu hết Phật tử này, hết xấu nói Phật tử kia, rồi đầu tới nói xấu tới sư cô trong chùa, tới sư thầy trong chùa, là bắt đầu con thấy con đang bị nhiễm ma đấy. Con mà tham gia cái đời drama với người ta một cái là coi như con tụ phước, hiểu không? Tại sao cuộc đời này trong YouTube ấy, nó tích cơ gì, tích hot cơ gì á, nó đắt, bởi vì ai cũng hóng chuyện, ai cũng khoái cái đời drama hết. Cho nên một cái drama nào mà ở trên TikTok hay trên gì mà nó thiệt là đầy đặn, thiệt là săn lùng, là coi như là con hóng vô là con cũng tụ phước luôn. Biết sao? Nhiễm ma, đợi mà con đỡ nhiễm, con cứ sắp cuốn dạng Phật ra, con lại vạn Phật, rồi lại Phật nào con ở nhà con thờ con cũng lại được, nhưng mà cuốn dạng Phật người ta hành Phật sẵn rồi, con lại nó có phước nhiều lắm. Vì vậy, cho nên nhờ công đức lại Phật mà những cái drama nào mà thị phi không tốt, tự nhiên con không thích xem. Người cảm thấy thời gian mình lại Phật cái tự nhiên cái người, mình giao tới những người nào mà nó thích hóng chuyện, thích nhiều chuyện, thích nói xấu người khác, thích tùm lum tà le, tự nhiên mình không thích quen nữa, là mình đang ok, phước mình đang tăng đấy, phước mình không bị nhiễm ma đấy, hiểu không? Nhiễm ma quân đó, nhiễm bằng nhiễu sống á. Rồi, Nam Mô Hàng Phục Hận Tự Tại Phật. Nam Mô Hàng Phục Hận Tự Tại Phật là biết sao? Những cái người mà hay nói con bỏ chùa nè, những người nói con hoàng tục nè, những người mà nói là con bỏ tu nè, những người nói con bỏ Phật nè, vì sao? Nó hận á. Nó hận một cái gì đó trong cuộc đời này, hoặc nhiều khi nó cúng dường quá trời, mà nếu nó cúng dường bị cái gì đó mà nó bị lường gạt trong sự cúng dường gì đó, đại khái tự nhiên nó hận. Mà khi nó hận rồi một cái là làm cho cái tâm tu nó tuột. Vì vậy cho nên nó hận. Trong cuộc đời này khi mà mình tu mà để tăng phước là có sự giác ngộ trí tuệ thì mới dễ tu tăng phước nha. Còn mà làm cái dòng hận mà để không bị sụp hầm nữa thì cái dòng nó oán hận, mà oán hận thì nó sẽ đi vô ngàn kiếp sau, nó cực khổ lắm. Tại sao có nhiều người mình nhìn họ là mình thiện cảm, mà có nhiều người mình không có quen biết hết, mình nhìn họ cái là mình cảm thấy mình thấy ghét. Vì tại sao? Cái lòng oán hận ở kiếp trước nó còn ở kiếp này, nó kéo tới kiếp này. Lòng oán hận của mình và người đó ở kiếp trước nó kéo vô kiếp này, mình gặp cái người đó là mình hận tiếp. Cho nên có nhiều người mình nhìn gương mặt là mình rất là thương, mà rất là thiện cảm, bởi vì nhiều kiếp mình có thiện duyên với người đó. Còn nếu đã là mình hận rồi thì cái sự hận, bởi vì khi mà lại Phật, thành tâm đảnh lại Phật để cho mình không bao giờ tụ phước, thì mình sẽ bỏ cái sự hận thù ra, bỏ ra, delete nó khỏi đầu của mình, bỏ ra. Bởi chi? Để cái lòng của mình luôn luôn hướng thiện, lòng của mình luôn luôn hướng điều tốt, điều lành, để cái phước mà nghi dung của mình luôn nó đầy và đầy đặn luôn, đầy đặn luôn. Bởi tại sao trong cuộc đời này có nhiều người không bao giờ thích ai thành công, không bao giờ thấy người nào mà tốt hơn mình, thấy người nào giàu hơn mình là tự nhiên thấy ghét. Cho dù người đó họ giàu, họ giỏi hay gì, nó không ảnh hưởng gì tới tiền bạc của mình, nhưng mà mình thấy nó đeo vàng là mình thấy ghét. Đại khái vậy. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái lòng hận thù của mình á, cái lòng mà ghen ghét đố kỵ. Mà mỗi lần mà cái lòng ghen ghét đố kỵ mà nó khởi lên thì không bao giờ mà cái phước mình nó tăng trưởng, mà nó càng ngày càng tuột. Vì vậy cho nên Phật nói nghi dung đầy đặn là con nhờ công đức lại Phật mà con sẽ chiến thắng được lòng hận. Vì vậy cho nên đệ tử Phật, người thường xuyên đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, thì khi luôn luôn con rất là vui vẻ khi thấy người khác thành công, và con rất là vui mừng khi người khác giàu có, và con thấy rất là vui mừng khi người khác vượt qua bể khổ. Chứ mình không có hận gì ai, mà mình không có ganh gì hết trơn rồi. Vì vậy do cái lòng như vậy, nhờ công đức lại Phật mà sao? Đầu diện tiếp tục quy mạng lễ, mỗi lần mình lại Phật, mỗi lần mình lại Phật là cái phước mình nó tăng trưởng, làm cho cái sự hận thù mình nó tan, giống như là tội mòn như đá mài dao vậy đó, cái nghiệp mình, nghiệp cả mình nó mòn vậy đó. Vì vậy cho nên mình không còn cái lòng hận thù nữa. Rồi tật nhân, hàng phục tật nhân, tật là nhờ công đức mình lại Phật mà chiến thắng được những cái tật xấu của mình. Tật xấu là gì? Thí dụ đại khái tật xấu nha, nhờ công đức lại Phật mình không bao giờ bị cái tật đó nữa. Có nghĩa là sao? Tại sao đi chùa hay bị mắc dép? Có nhiều người cái tật kỳ lắm, họ có khả năng mua cả 10 đôi dép cũng được, nhưng mà đi chùa thấy cái đôi dép nào là xịn xịn là bắt đầu sọt vô. Vì vậy thầy chỉ cho quý vị một chiêu nha, để quý vị không bao giờ bị mắc dép nha. Thí dụ chùa nó có 3-4 cửa đúng không? Phải không? Mà ta lấy dép của quý vị, bởi vì dép nó để chung với nhau nó mới mất đúng không? Thí dụ mất là một là nó xuống nó thấy một đôi nó mới mất đúng không? Nó thấy một đôi nó mới mất. Còn thầy chỉ cho thí dụ quý vị đi dép xịn ha, quý vị để ở cửa trước một chiếc,
rồi để ở cửa đông một chiếc, thì nó xuống thấy con chiếc thì nó đâu có mắc mớ gì, đi nó sọt chép của quý vị đó. Cái đó là cái chiêu nha, chiêu nha. Thì vậy cho nên khi mà nó xuống nó sọt á là nó thấy có con chiếc thì nó đâu có ăn cắp dép của quý vị làm gì, đúng không? Bởi vì cái đó là cũng chiến thắng được cái tật á, cái tật mang dép á, hiểu không? Vì vậy cho nên quý vị mà đi dép tốt á, thầy chỉ quý vị hả, cửa trước một chiếc, cửa sau một chiếc, để xa xa để nó không nhìn ra cái chiếc dép đó là một đôi, mãi mãi không bao giờ bị mất dép hết, bảo đảm luôn là từ sau làm thử nha. Cho nên quý vị thấy mà mỗi lần mà cái tật mà ai mà xuống mà lấy dép là toàn là đôi dép nó đẹp, nó ở kế bên, chiếc trái chiếc phải nó ở kế bên, và con cho chiếc trái ở cửa trước, chiếc phải ở cửa sau, ông nội nó cũng không có lấy nó làm gì, nó kiếm chi cho cực, hiểu không? Vậy cho nên là cái chiêu đó là con đi chùa ít khi nào bị mất dép, vì đó con là một cái cách để chiến thắng cái tật xấu đó, gọi là tật hàng phục tật nhân thắng Phật, là hàng phục cái người có tánh có cái tật mà tật châm dép đại khái vậy đó, là cái sự thông minh thôi. Còn cái trí tuệ của Phật là không có chuyện đó. Khi mà con đã hành tâm lại Phật, đánh lễ Phật rồi, thì cho dù dép con xấu cỡ nào mà dép đẹp kế bên con cũng không thèm lụm đâu, bởi vì hả, có nhân lấy châm chỉ thì sẽ có nhân châm của người khác châm chỉ mình lại nha. Nhưng mà ý thầy nói vui vui thôi, con muốn không mắc dép thì con cứ đi chiếc A để cửa trước và chiếc B để cửa sau, là coi như là không bao giờ con bị mắc dép, đại khái vậy đó. Tôi làm thử thiệt. Còn mà con làm kế bên là coi như nó lấy sạch. Rồi, Nam Mô Hàng Phục Xiểm Khúc Tự Tại Phật. Có biết xiểm khúc là gì không? Biết xiểm khúc là gì không? Nếu mà con đã chiến thắng được cái tật rồi á, cái tật này tật kia tật nọ đó, cái tật thì nó chưa thành bệnh đâu, cái tật thì cứ như là tật lặt vặt á, mà cái tật lặt vặt thì nhiều tật lặt vặt để trở thành một cái tội. Vậy cho nên để con chiến thắng được cái tật lặt vặt đó, để mà cái chiến thắng được cái tật lặt vặt đó thì con không bao giờ bị tụt phước. Ví dụ như con thích châm dép mà bây giờ cái dép đó còn có một chiếc thì con không lẽ đi kiếm nữa, cho nên con cũng được chiến thắng được cái tật đó. Còn hay đó là nói về trần gian. Còn nếu nói về lại Phật, con thường xuyên đánh lại Phật, thường tâm kính Phật, thì đối với con dép nào cũng là dép, miễn là cái dép đó nó trong sạch. Thì cho nên người ta hay nói à, quý vị biết không, quý vị biết cuộc đời này là, quý vị biết à, kim cương không? Kim cương là nó quý hơn vàng đúng không? Mà mỗi lần mà mua kim cương á là người ta hay kiểm tra tiền sạch của con lắm. Tiền con có sạch không? Tiền sạch tao mới bán, là tiền không sạch tao không có bán. Có biết điều đó không? Biết điều đó không? Bởi vì sao? Bởi vì cái tiền sạch là cái tiền không hối lộ, tiền sạch là cái tiền không trốn thuế, tiền sạch là cái tiền đó mua viên kim cương. Bởi vì khi mà nó nhập hàng kim cương nó bán cho con thì cái tiền đó nó cũng phải kiểm tra luôn con có buôn lậu không. Con buôn lậu là nó không bán, đại khái vậy. Thì cũng vậy, để mà thiện tâm tăng trưởng, đạo tâm kiên cố. Tại sao cái Nam Mô Kim Thần Kim Cang, con vô chùa là có hai thần kim cang giữ cửa cho con. Bởi vì thần kim cang là thần kim cương đấy. Bởi vì sao? Để con khi là một phàm phu, là một cục đất bùn, con bước vào thiền lam của Phật, con tu riết thì trở thành là một cục kim cương giữa đời thường. Kim cương là sao? Là cái thân tâm của con là trong sạch, không phạm giới, không phạm lỗi, và con luôn luôn tu là đắc đạo, tu là đầy phước, tu là tăng phước, chứ không phải tu mà để xuống địa ngục. Cho nên khi mà thân tâm con trong sạch, phước báo con càng ngày tăng trưởng, là kim cương thần kim cang. Tại sao hai vị thần kim cang luôn bảo vệ sự tu của mọi người? Bởi vì sự tu của mọi người có thần lực của thần kim cang gia hộ, thì tâm tu của con là tâm tu sạch, hiểu không? Tâm tu của tâm tu sạch, và phước báo của con là phước báo sạch. Và phước báo con là phước báo sạch thì sao? Thì con tu là tăng trưởng đầy đặn, chứ không thể là nghi dung mà tụt lút, mà là nghi dung là phải đầy đặn, phước báo đầy đặn. Vì vậy cho nên tiếp tục nữa là Nam Mô Hàng Phục Xiểm Khúc Tự Tại. Khi con thành tâm đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, thì con sẽ chiến thắng được cái sự xiểm khúc trong con, thì con mới thành Phật. Xiểm khúc là gì? Xiểm khúc là sự nịnh hót, sự nịnh nọt. Xiểm khúc là sao? Xiểm khúc là thí dụ, con không ưa nhỏ đó, con không ưa cô Phúc, nhưng mà con muốn lấy lòng cô Phúc, con sẽ giả bộ con ngọt, ngọt, ngọt. Rồi con giả bộ tốt, giả bộ thôi chứ không phải tốt thiệt nha. Giả bộ đại khái vậy đó. Sự xiểm khúc là gì? Xiểm khúc là người đó đến với Phật, nếu mà người tu thiệt gọi là Phật tử, còn nếu mà người đến chùa mà không có chịu tu mà chỉ là tạo tội thì gọi là Phật chết, hiểu không? Mà Phật chết trong tâm gọi là xiểm khúc. Là sao? Là hoặc cái đó là trong chùa. Còn thí dụ mà ở ngoài đời mà con giao tới một người nào nó ngọt với con hết có đó trước mặt con thôi, mà sau lưng nó đâm sau lưng con á, có thể hại con tàn tạ, thì người đó là xiểm khúc. Cho nên rất là sợ khi mà con giao tới với một người xiểm khúc, biết không? Vì vậy cho nên cuộc đời này mà cái người xiểm khúc á, thế vậy chứ mà cái kim trong bọc càng ngày càng lòi ra. Vì vậy
Chỉ có trong lòng mà con thật sự tốt với người ta thì mãi mãi con vẫn là người tốt. Còn nếu mà con đã lường gạt, con đã làm màu người ta rồi thì cỡ nào ta cũng phát hiện ra hết trơn á trời. Nếu người đó thường xuyên ảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật thì người đó sẽ có cái phước báo để nhận biết người nào là người xỉn khúc với mình, hiểu không? Vì vậy khi mà con vượt, con nhờ công đức lại Phật mà con chiến thắng được sự xỉn khúc thì con sẽ được tự tại. Bởi vì sao? Khi mà con không dùng cái sự xỉn khúc đối với bất cứ người nào thì chỉ có lòng con lại Phật thì con thương người ta là con thương thiệt, con giúp người ta là giúp thiệt, con tốt với người ta là con tốt thiệt, chứ không phải mà con làm màu. Xỉm khúc là sao? Con có nghe nói người ta là người xỉm khúc mình xào, người xỉm khúc mình xào là sao? Là sao? Con rắn thì nó đi ẹo qua ẹo lại đúng không? Khúc á, khúc lại ẹo lại. Rồi, xỉm, còn con ngừ mà cái lòng nó không ngay thẳng á, nó vậy là gọi là xỉm khúc nhân. Hàng phục xiểm khúc tự tại, có nghĩa là người thường xuyên đánh lễ Phật, thường tôn kính Phật thì sẽ chiến thắng được cái sự mà ta làm màu của con nhận ra được liền. Khi mà con không sụp hầm như vậy thì con không bị bất mãn sự người ta đâm sau lưng của mình như vậy, tại vì con đã biết được rồi nên con không bị sốc. Vì con không bị sốc như vậy thì con mới tiến tu được và phước của con càng ngày càng tăng trưởng. Và nếu trong lòng của con mà dùng cái sự xỉm khúc đối xử với người ta, coi như gọi là khẩu Phật mà tâm xà đại khái vậy đó, người nói cho tốt lắm nhưng mà tâm nó toàn là hư hại, người ta không gọi là xỉm khúc, hiểu không? Vậy cho nên nếu mà cái tâm con như vậy thì mãi mãi con không bao giờ mà con đạt chuẩn được cái phước gọi là đầy đặn hết trơn, nghi dung đầy đặn. Vì vậy cho nên thường xuyên ảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật thì làm cho cái thân tâm của con luôn luôn chiến thắng được sự xỉm khúc trong con. Và khi con được chiến thắng được sự xỉm khúc trong con thì con mới được đầy đủ phước báo. Và tu là phước tăng trưởng, bởi vì con không màu mè với ai, con thương là thương thật. Lòng tư bi của con là vô lượng vô biên và giống Phật. Mà Phật thì không bao giờ xỉm khúc với bất cứ chúng sinh nào hết. Bởi vì tại sao khi mà người ta hành tâm đảnh lễ Phật, ta ở trước Phật, lòng người ta ngưỡng mộ Phật là chỉ cần nhìn Phật là đã soi tâm của mình. Và mình tâm của mình mà có một chút gì đó mà nó đen thui trong người của mình, tâm của mình có gì đó mà một chút mà ác gì đó, thì con không bao giờ con mắc cỡ lắm, con không thể nhìn Phật được. Bởi vì Phật là phước báo vô lượng, bởi vì Phật là sẽ nhìn thấu được tâm con. Bởi vì ta nói chính phương trượng phương là như vậy á. Là sao? Là khi mà con vô chùa mà con còn xạo với chùa nữa thì bó tay chấm cơm. Giống như con đến Phật mà con xạo với Phật nữa thì bó tay chấm cơm, hiểu không? Vậy cho nên nhờ công đức lại Phật, nhờ thường xuyên ảnh lễ Phật mà cái lòng xỉm khúc của con không bao giờ còn nữa, gọi là chiến thắng xỉm khúc tự tại Phật. Vì cho con chiến thắng được cái lòng xỉm khúc trong con là cái lòng xạo ke của con, đại khái nó chỉ xạo ke đi để cho dễ nhớ ha. Xạo ke của con, cái lòng mà con sống màu với người ta, con sống màu mè với người ta, con lòng con người ta không, con không thương ái trơn mà giả bộ con ngọt với người ta, vậy là con đang xỉm khúc đấy. Thì cái lòng đó sẽ không bao giờ làm cho con tăng phước đâu, mà nhờ công đức lại Phật, đường xuyên ảnh lại Phật làm cho lòng của con làm sao nói vậy, nói sao làm vậy, và tâm con tốt là nó tốt thật chứ không phải tốt để ta suy nghĩ. Vì vậy cho nên ta đối trước Phật là ta nghĩ hả, có màu áo Phật, có đắp y Phật, có Phật tử mà có bận áo tràng vô là coi như là giống màu của Phật rồi. Cho nên người ta sẽ nghĩ người Phật tử đó, hả, người đó có đi chùa là người đó sẽ không có xạo, đại khái. Hoặc người đó có đắp y Phật là người đó sẽ không có xạo. Và nếu mà chư Phật thì không bao giờ xạo chúng sinh. Mà trước khi thành Phật, Phật phải là một người chiến thắng được tất cả các xỉm khúc trong mình mới được làm Phật được. Vì vậy cho nên khi thành Phật thì cái tâm của Phật là tuyệt vời với chúng sinh. Phật không bao giờ xạo chúng sinh. Hả, nói con tu đi, tu hành Phật, tu đi con sẽ được phước này phước kia. Hả, Phật thuyết như sao thì ra như vậy. Cho nên lời của Phật là lời thật lòng. Cho nên khi mà con tụng kinh trong kinh Đại Thừa nói sao thì sao, là con tu sao là cái phước y chang vậy, chứ Phật không có dụ, hiểu không? Phật có dụ con lại Phật để con được phước như vậy đi con, không có, Phật không có nói xạo. Vì vậy cho nên lời Phật thuyết ra là lời thật, 100%, 100% là lời thật. Vì vậy cho nên Phật, lưỡi của Phật dài vô tận, lưỡi của Phật á, rồi miệng Phật là đẹp đỏ như trái tầng bại, bởi vì nhiều kiếp lời Phật nó ra, tâm Phật nó ra là thật, không có xỉm khúc. Vì vậy cho nên một vị Phật hoặc là mình tu mà mình giống Phật, mình không có xỉm khúc thì mình tu riết sẽ được nghi dung đầy đặn. Và cuộc đời này cũng vậy, khi mà con xỉm khúc với ai thì người ta làm ăn với con thời gian, người ta không thèm làm ăn nữa thì sao, thì cái thu nhập của con bị tụt, mà tụt thì đâu có lợi đầy đặn được. Cũng vậy, khi mà con đã tu tập rồi, con đã lại Phật rồi, mà con đã hành Phật rồi, con đâu bao giờ xỉm khúc với chúng sinh đâu. Cho nên con hiểu câu xỉm khúc chưa, hiểu à? Đó là xỉm khúc đấy. Rồi, nhưng mà cái này xin lỗi, tại vì đó là con giảng thôi chứ còn con không dám chỉ ai là vậy hết, nhưng mà đại khái là vậy đó, đại khái vậy đó. Thí dụ như thầy mà mua trái cây nha, mua lần thứ nhất, mỗi lần thầy mua mấy trăm ký không á, lần thứ nhất á là nó bán cho thầy đồ thiệt ngon lắm,
đồ nhất không? Lần thứ hai cũng đồ nhất, lần thứ ba nó lấy tiền đồ nhất mà nó bán đồ ba, rồi thầy khỏi mua luôn, thầy nghỉ chơi luôn không mua, thầy nó mất mối của thầy, đại khái vậy. Rồi còn cứ vậy, con trong cuộc đời này mà con xỉm khúc với ai là tự nhiên con mất phước à? Tại vì sao? Con xỉm khúc cỡ nào người ta cũng nhìn ra, chỉ có chân thật mãi mãi không thay đổi thôi, còn mà con láo ke hay là gì là nó xịn nhìn nó hết, hiểu không? Đó là cho nên nhờ công đức lại Phật mà con không bao giờ xỉm khúc với ai, mà nhờ công đức con không xỉm khúc với ai thì con mới có được cái phước là nghi dung đầy đặn. Mà khi mà con tu tới hành Phật thì bảo đảm tu mà tới hành Phật luôn là phước tăng mới hành Phật được chứ. Là bởi vậy mãi mãi Phật là tất cả, Phật là trong sạch mãi mãi, đời đời kiếp kiếp là trong sạch. Mà Phật thương chúng sinh là đạo được kiếp, và Phật thương chứ không phải trăm kiếp thương, trăm kiếp ghét, không có. Vì vậy cho nên cái danh hiệu Phật là mãi mãi chứ không phải mà trăm kiếp là và Nam Mô Phật, cái trăm kiếp khác là Nam Mô Bồ Tát, không có. Vì gì? Cái phước gọi là nhờ công đức lại Phật, thường xuyên lại Phật. Mà nếu cái lòng của con, bởi vì cái lòng xiểm khúc ai cũng có, nhiều khi thầy cũng có, nhiều khi tất cả đệ tử chúng ta, chúng ta ai cũng có, vì chúng ta chưa hành Phật. Mà khi mà con xiểm khúc với ai rồi là cỡ nào ta cũng nghĩ chơi con, không trước không sớm thì muộn à. Vậy cho nên để mà lòng con đỡ xiểm khúc, con hành tâm lại Phật, con hành tâm lại Phật. Phật ơi, tánh con xấu quá, con chơi với người ta thời gian là con trở quẻ à, con không có tốt với người ta nữa. Phật cho con cái lòng con không còn xiểm khúc nữa, con lại Phật cho thầy, con lại Phật cho thầy, con lại Phật cho thầy. Mốt cái là tự nhiên cái lòng xiểm khúc con không còn nữa, thì lúc đó mọi uy tín của con nó tụ về cho con, là con tự nhiên con tu tới hành Phật, là làm ăn cũng vậy, gọi là làm ăn là có sự uy tín. Mà nếu con có uy tín thì người ta đặt hàng tiếp, mà con không uy tín là ta cancel, hiểu không? Đó là đại khái. Mà cái cancel là con không có tiền, không có tiền thì túi không còn đầy đặn nữa, đại khái. Mà túi tập dép tiếp rồi. Nam mô hàng phục hí tự tại Phật, nam mô hàng phục hí tự tại Phật. Hàng phục là chiến thắng, hí là gì? Hí là vui. Trong cuộc đời này khi mà con quá trời phước là con đang vui, mà con đang vui thì tự nhiên ngủ quên trong chiến thắng. Con có nhớ câu ngủ quên trong chiến thắng không? Cái câu ngủ quên trong chiến thắng là sao? Khi mà con quá trời phước, khi con quá hạnh phúc, khi mà con khổ nha, con đeo bám vô. Khi mà người khổ dễ biết lắm, nó đi ngang chùa mà gặp Quan Âm trời, cỡ nào cũng quẹo vô lại Quan Âm, Phật mô Quan Âm một tát phù hộ con trời, con khổ quá, giờ tiền không có đủ xài, con khổ về tình, khổ về tiền, khổ tán lạn. Mà khi mà nó hí lên một cái, hí là sao? Hí là vui vẻ. Cuộc đời mà vui vẻ là đi qua Quan Âm là không thèm nhìn luôn trời ơi, mất thời gian quá, giờ đi làm kiếm tiền đại khái vậy, hiểu không? Hí gọi là ngủ quên trong chiến thắng. Bởi vậy cho nên một người thường xuyên lãnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, không bao giờ ngủ quên trong phước báo. Ở ngoài là người ta gọi là ngủ quên trong chiến thắng, còn trong đạo Phật, trong tu tập là không bao giờ ngủ quên trong phước báo. Nếu phước báo con chỉnh chu, phước báo con có, thì con đừng bao giờ nghĩ là phước báo con đã đủ. Không đủ đâu. Nếu con đủ là con không ở dưới cõi ta bà này đâu. Con đủ là con đã lên Tây Phương Cực Lạc rồi, chứ không con còn là Tây Phương Cực Khổ đâu, hiểu không? Cho nên đừng bao giờ ngủ quên trong chiến thắng, là nam mô hàng phục hí tự tại Phật. Bởi vậy cho nên người thường xuyên lãnh lễ Phật là không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng. Ngủ quên trong chiến thắng là gì biết không? Người có hay kiêu mạn, người giàu hay khi dễ, và người sao? Và người giàu quên luôn đạo tâm với Phật pháp. Và người giàu khi con khổ, con nhìn sư cô sư thầy giống như Bồ Tát. Mà khi con giàu lên, con nhìn mấy sư cô sư thầy trong chùa trời ở đầu ăn bám, mình phải cúng nó mới ăn, mình cúng nó không có ăn, hiểu không? Đó là ngủ quên trong chiến thắng. Một lần mà con chỉ ngủ quên trong chiến thắng, con thị phi hoặc là con nhục mạ ai đó mà thấp phước hơn con, là coi chừng cười người cửa trước, cửa sau người cười, hiểu không? Vậy cho nên để mà cái phước con không bao giờ bị tuột lút á, mà nó luôn luôn đầy đặn, thì con không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng. Mà người ngủ quên trong chiến thắng là sao? Khi mà con lại Phật hay khi con tu tập, thầy luôn luôn nói với con lúc nào cũng phải nguyện. Con làm phước hôm nay, con tu tập hôm nay, nguyện công đức này con cúng dường lên mười phương chư Phật và con hướng về vô thượng Bồ Đề. Luôn luôn câu đó. Để chi? Để khi, tại vì một lần con tu tập, nhất là bữa nay con tụng, mỗi đứa tụng được một bộ kinh Địa Tạng nè, lại Phật quá trời là chắc chắn trong tháng này là con phải tăng phước hơn tháng rồi. Vì vậy cho nên mà một lần con lại Phật là con biết không, cái nhân duyên mà thầy bắt tụi con lại Phật bên chi, cỡ nào con cũng không có nghèo, kiếp nào con cũng sanh ra cũng gặp Phật. Chứ đừng có để mà tuột lút, tuột lút mà không còn phước nữa, làm sao mà đi qua thầy nhắc lên được, đại khái vậy. Cho nên thầy mới nói tụi con hay lại Phật. Vì vậy cho nên ngủ quên trong chiến thắng là nam mô hí, hí hí là vui vẻ. Mà cái gì hí, cái gì là vui vẻ, là con bắt đầu ngủ quên trong chiến thắng. Người mà ví dụ đại khái người mà trúng số, cái tự nhiên trúng số cái la lên, cái trúng số cái đầu đi ăn xài thì cái đòi nó nghèo, đó là nghèo mạt kiếp luôn, nghèo hơn chút lúc chưa trúng số luôn, là hí đó, hiểu không? Hoặc là cái người mà tự nhiên cái hồi đó nghèo quá trời, cái giờ làm trời thành tỷ phú, rồi cái dòng cái tỷ phú qua đầu có cái ý à, ta làm tay của ta rồi đâu cũng có tiền, miếng đất nào mà ta bóc vô cái lại lên giá, rồi nhà là ba bốn cái, rồi cỡ nào rồi đi phi cơ là đi hạng thương gia chứ không phải là hạng thương thường đâu. Đó đại khái, thì con sẽ ngủ quên trong chiến thắng. Cho nên khi mà con tu tập mà con có được phước báo quá trời luôn, thì con phải là người thành tâm lại Phật, để cái lòng khí của con á,
hí hí là sao? Nó trắng ra là hí hửng. Hí hửng là sao? À, tôi được phước nhiều quá, tôi đẹp quá, tôi giàu quá, chồng cưng quá, rồi tùm lum, con cái tôi học giỏi quá, ngoan quá, đại khái. Cái gì cuộc đời này con khoe là sẽ mất. Trong cuộc đời này, mười phương ba đời chư Phật chiến thắng được hí là có nghĩa là sao? Phật luôn khiêm hạ, khiêm hạ, khiêm hạ. Và người thường xuyên đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, thì lòng khiêm hạ của con là số 1. Con khiêm hạ bao nhiêu thì phước con tăng bấy nhiêu. Khiêm hạ khác, tự ti khác nha. Khiêm hạ là con có và con biết kiệm phước. Còn con tự ti là con không có gì hết mà sao con sĩ diện. Cái đó là khác. Cái đó sĩ diện là khác nha. Cái con sĩ diện dòng khi mà giống như là khiêm hạ khác mà tự ti khác. Tự ti là không có mà bắt lỗi người ta, mà ghét với những người mà có phước hơn mình, gọi là tự ti. Hiểu không? Còn cái khiêm hạ là khác. Và bây giờ cái lòng mà nam mô hàng phục hí tự tại Phật. Bởi vì khi con không bao giờ ngủ quên trong phước báo, cũng như ở ngoài đời con không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng, cũng như ở ngoài đời con không ngủ quên trong sự giàu có của con, để con không bao giờ khinh khi người thua con, thì con sẽ không bao giờ tụt phước. Bởi vậy trong cuộc đời này con khoe cái gì là con mắc cái đó, con khoe cái gì là con mắc cái đó. Là bởi vì con đang sống trong thái độ hí đó, hiểu không? Là con chiến thắng được hí, là con không ngủ quên trong chiến thắng thì con không bao giờ bị tụt phước. Và con càng không ngủ quên trong chiến thắng thì con sao? Lúc nào con cũng có tư thế, ngày nào con cũng phải tăng tốc để được phước nhiều hơn. Thì như vậy thì phước của con càng ngày nghi dung đầy đặn. Mà nghi dung càng đầy đặn thì con tu mới mau thành Phật. Và tất cả mười phương chư Phật, ngay cả Phật Bổn Sư đã thành Phật vô lượng kiếp rồi, nhưng mà Ngài cũng vẫn hằng ngày tinh tấn tu để độ chúng sinh. Chứ không thể thành Phật rồi là ngồi nhịp dò, à ta thành Phật rồi là không có. Hiểu không? Rồi, tiếp. Nam mô Nhân Quang Minh Nhân Thắng Phật, Nam mô Nhĩ Quang Minh Thắng Phật, Nam mô Tỷ Quang Minh Thắng Thiệt, thân tâm sắc thinh hương hàng gì? Nhân xúc pháp. Đã gì? Lục căn, lục trần, lục thức. Nam mô Nhãn Quang Minh Nhân Thắng Phật, là người thường xuyên đánh lá Phật, thường tôn kính Phật. Sao? Trước tiên mắt con đẹp. Mắt con đẹp, đẹp đầy đặn là sao? Người nghi dung khẩm đủ trước tiên là soi con mắt. Người ta đi cưới con, người ta cũng coi mắt. Coi con mắt con trước đó, coi mắt con giữ không á, coi mắt. Coi con mặt, coi con mắt con đó. Thì sao? Bởi vậy cho nên mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhãn Quang Minh Nhân Thắng Phật. Quang minh là mắt trong sáng, mà Nhân Thắng Phật là nhờ cặp mắt con trong sáng, trong veo. Vì vậy cho nên con chiến thắng được người đối diện. Vì vậy cho nên khi mà con lại Phật, con nhìn thẳng mắt Phật, con nhìn vô cặp mắt Phật để soi tâm con. Lòng con có lợn cợn xấu ác bấy nhiêu thì con tự nhiên con phát tâm là con sẽ bỏ những tánh ác. Vì vậy cho nên khi con bỏ được tánh ác thì sao? Mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhân ư trung, xuất hành ư ngoại. Có thể người đó con nhìn cặp mắt là con biết được sâu thẳm trái tim họ hiền hay họ dữ. Vì vậy cho nên người thường xuyên ảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, trước tiên là con thành tựu về mắt rất là đẹp. Mà tất cả mười phương ba đời chư Phật không có Phật nào mắt lé hết nha. Phật rất là đẹp, không có Phật nào lé kim hết á nha. Phật không có Phật nào một mí hết nha, không Phật một mí. Và sao nữa? Mắt của Phật là đẹp vô cùng vô tận. Mà khi mà ta vẽ tượng Phật á, ta để ý chăm chú vẽ mắt của Phật để có phước về mắt của Phật. Không có ông Phật nào có cặp mắt dữ. Bởi vì khi mà tượng Phật mà con vẽ cái cặp mắt nó dữ lên là nhìn á, không phải Phật mà nó là gì đó không biết. Nhưng mà đại khái cặp mắt của Đức Phật là luôn luôn nhìn là ghiền, nhìn là đẹp, nhìn là cỡ nào con cũng phát tâm tu với Phật. Bởi vì Phật quá trời hiền, đẹp quá nha. Người hiền mà từ nữa, cặp mắt là phải từ. Và Nhân Nhãn Quang Minh Nhân Thắng Phật. Và trong cuộc đời này cái phước mà về mắt nữa nè, thường xuyên ảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, không có cửa mà đeo kiến đâu nha con. Con thấy cái người nào mà cái phước về mắt á, thường họ tới già họ vẫn đọc sách được khỏi cần đeo kiến, là người đó phước về mắt đấy nha. Và đó là thực tế. Còn tâm linh là người thường xuyên ảnh lễ Phật là mắt rất đẹp. Mắt rất đẹp, mà mắt là cửa sổ tâm hồn, là không tà kiến mới có mắt đẹp. Còn người mà tà kiến là mắt không có đẹp, thường mắt lé hoặc mắt kim. Cuộc đời này để con được nghi dung đầy đặn, cuộc đời này này con phải tạo cho mình ba thứ riêng. Ba thứ riêng là gì biết không? Con có biết trong cuộc đời này người ta hay nói mượn gì ta? Mượn vận may của người khác, con có biết câu đó không? Mượn vận may của người khác biết không? Có nhiều người nó xui tàn tạ, cái nó chơi mình thời gian, cái lấy cái may của mình nó qua nó, cái tự nhiên nó hên, còn mình tự nhiên xui trở lại. Đó là ở ngoài đời. Còn nếu chúng ta tàn phước, chúng ta hết phước, chúng ta làm cái gì cũng trật lắc, nó không trót lọt mà rất quất, là chúng ta đang tàn phước. Mà để phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn, có biết câu đó không? Phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn là sao?
Phượng Hoàng là giàu có, là sung sướng, là phước báo. Mà cho tàn là con đang nghèo khổ tận cùng kiếp sống của con người này. Để con trở thành Phượng Hoàng bay lên từ đống tro tàn là con phải mượn phước của Phật. Vì vậy thầy chỉ luôn, nếu một người thường xuyên đảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, thì mỗi ngày con, tại sao con tăng phước? Bởi vì con đang mượn phước của Phật đấy. Con đang mượn phước của Phật đấy. Vì vậy mỗi lần con tụng kinh hay con niệm Phật hay con tu tập gì đó, gần tới phục nguyện hồi hướng á, nguyện đem công đức này cầu xin con đang lại Phật nào, con xin Phật đó. Đã nhà con thờ Quan Âm, à, Quan Âm ơi, cho con xin hồi hướng công đức phước báo con tụng kinh họ nãy giờ. Con mượn phước của Phật, con mượn vận may của Phật, con mượn phước báo của Phật giúp đỡ tâm của con tu càng ngày càng tinh tấn, càng tăng trưởng phước báo. Những phước báo nào của Phật có, xin cho con được hưởng nhờ. Con thành tâm con lại Phật xuống và con tha thiết giống như là con đưa tay lên, con xin phước Phật, gọi là mượn phước của Phật. Vì vậy khi mà con mượn phước của Phật như vậy thì con có sự trợ lực để con, để con càng ngày con càng tăng trưởng phước báo con. Ví dụ như con xui quá trời, tự nhiên con lại Phật tụng kinh một buổi kinh xong, tự nhiên con ra cái con có hơn được nhiều thứ, là con đang Phượng Hoàng bay lên từ đống tro tàn đó, biết không đó. Mà con để biết là Phượng Hoàng bay lên từ đống tro tàn là con phải mượn phước của Phật, mượn phước của sự tu tập của đấng bề trên để con tu giống ngài, con tốt giống ngài và tâm con hiền giống Phật, và con tu là tăng trưởng phước báo. Vì vậy cho nên là Phượng Hoàng bay lên từ đống tro tàn á. Vậy cho nên mà mười phương ba đời chư Phật thường tôn kính Phật thì con thấy là cái phước mà nghi dung đầy đặn là sao, là cái người nào mà con cười cận người đó mà người đó luôn luôn đem lại cái sự may mắn cho con thì con biết người đó đang có cái phước là nghi dung đầy đặn. Còn có nếu mà con chơi với ai đó, con chơi với người ta mà càng ngày người ta càng tăng trưởng mà con ngày càng còn nghèo á, thì con thấy là con phải xem lại, hiểu không? Vì vậy cho nên mà tất cả mười phương ba đời chư Phật, tại sao Phật là chúng sinh, Phật là nơi ấy bình yên cho tất cả mọi chúng sinh hưởng nhờ? Bởi vì Phật có phước, có phước gọi là mượn, con hay nói là mượn phước của Phật. Bởi vậy cho nên trong cuộc đời này nếu con quyết định con tu tập, con làm lại cuộc đời con để con có như là Phượng Hoàng bay lên từ đống tro tàn, thì con phải có ba điều riêng của con. Một, con có một ngôi nhà riêng. Hai, con có một chiếc xe riêng. Ba, con có một tài khoản riêng. Đó là ngoài đời. Mà nhà riêng là sao? Nhà riêng là cái nhà đó an ổn cho con. Cái nhà mà riêng là nhà đó con phải cách âm và cách nhiệt thì nhà đó mới gọi là nhà riêng và nhà an ổn. Con biết nhà cách âm và cách nhiệt là sao không? Biết không? Thầy nói về, ở ngoài đời thì thầy miễn bàn nha. Còn nếu nói về tâm linh, con đã trở về với Phật thì coi như mỗi người phải có một ngôi nhà tâm linh gọi là nhà riêng. Trong kiếp sống của ta bà này cỡ nào con cũng phải có được một ngôi nhà tâm linh của riêng con. Nhà đó phải là con tưởng tượng, con đã chui vô cái nhà đó thì cái nhà mà để an ổn, mà che chở cho con, nhà đó phải có khả năng cách âm và cách nhiệt thì mới gọi là nhà riêng, hiểu không? Còn thí dụ con xây một cái nhà mà cái nhà con ở mà ở ngoài trước, ngoài đường mà ta chửi lộn mà trong nhà con nghe thì nhà đó không có cách âm mà không cách nhiệt luôn. Cái nhà cách âm là sao? Nhà cách âm là cái nhà đó, thầy nói về cái phần về tâm linh nha, còn ở ngoài đời thì miễn bàn đi. Mỗi người mà muốn Phượng Hoàng bay lên từ đống tro tàn là bản thân mình á, phước báo tăng trưởng á, là con phải có nhà riêng. Nhà riêng là sao? Nhà riêng mà an ổn cho con là nhà đó phải cách âm và cách nhiệt. Cách âm là gì? Âm là nghe, là cái nhà đó, là con chui vô cái nhà tâm linh đó là con không màng tới thị phi nữa. Ai ở ngoài nói gì là con chả thèm nghe. Thị phi mà ta nói xấu ai hoặc ta nói xấu con cũng phải chả thèm nghe, bởi vì con có Phật bên cạnh rồi, có Phật bên cạnh rồi. Cho nên con không cần quan tâm người ta nói xấu nói tốt, vì con kệ, là nhà con được cách âm, là nhà đã cách âm. Còn nhà cách nhiệt là sao? Nhiệt là nóng. Nhiệt là nóng đúng không? Cách nhiệt là sao? Là con ở trong ngôi nhà đó con không có nóng máu. Biết nóng máu không? Nóng máu là mỗi lần con chửi lộn có nóng máu không? Chửi lộn có nóng máu không? À, là sao? Cái nhà mà an ổn của con thứ nhất là cách âm và thứ hai là cách nhiệt. Cách nhiệt là con chui vô cái nhà đó là làm cho lòng của con không bao giờ bị nóng máu, không bao giờ máu nóng, là không có sân si tham mạn nghi. Là sao? Khi con chui vô cái nhà đó là những bát phong suy bất động cuộc đời này sẽ dập, không ảnh hưởng gì tới con khi con tu tập, là cái nhà tâm linh của con đó. Tại vì thí dụ như con lại Phật được 100 lại, 1000 lại, cái qua bữa sau con đi chữ lộn đi, con sùng má chữ lộn, tự nhiên là đốt hết rừng công đức rồi. Đại khái vậy, hiểu không? Cho nên cái nhà mà để giúp cho con Phượng Hoàng bay lên từ đống tro tàn là thầy nói ý nghĩ là mình đang hết phước, mình vô cái nhà đó để mình tăng trưởng phước, thì mình phải, mỗi Phật tử phải có được cái ngôi nhà tâm linh đó là quay về để tu tập. Mà ngôi nhà tâm linh đó là ý là mỗi người phải có một cái đạo tâm, đạo đức và tu tập.
ha. Nhà con nhà đó mà an ổn che chở cho con phải cách âm và cách nhiệt. Cách âm là nhà đó con chui vô con tu tập á, là coi như con không màng tới thị phi nữa. Bởi vì cuộc đời này nhiều khi thị phi nó dập mình chết ngắt luôn á. Nó không cần giết mình bằng dao, nó chỉ cần cái miệng thị phi của người khác rồi nó dập mình tơi tả, hiểu không? Vậy cho nên nhà đó phải là nhà cách âm và nhà đó phải là nhà cách nhiệt thì mới giúp cho con tăng trưởng nghi dung đầy đặn ha. Cách nhiệt là coi như con sống trong bàn tay Phật, sống trong gần bên chân Phật thì cuộc đời con không sóng gió. Con xa vòng tay Phật là con sẽ gặp sóng gió, con xa vòng tay Phật con sẽ gặp bão tố, mà con ở trong vòng tay Phật thì con luôn luôn được an toàn. Mà con an toàn thì đâu có bị sự sân si của cuộc đời nó đốt chết con, đúng không? Rồi, nhà riêng, xe riêng. Xe là sao? Bánh xe chuyển pháp luân. Mỗi cuộc người này, mỗi cuộc đời con không thể đứng tại chỗ phước báo, hiểu không? Bởi vì thiếu mà con đứng tại chỗ phước báo thì phước của con không bao giờ nghi dung đầy đặn. Ví dụ hôm nay con tu 100 lại Phật, qua bữa sau con phải lại được 101 lại Phật, hiểu không? Rồi thí dụ như con không thể đứng chân tại chỗ là con tu là phải tinh tấn tu 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 lên nữa, chứ không thể mà hôm nay con tụng kinh một phẩm đi, qua bữa sau con không thèm tụng, cái qua bữa sau con tụng là con chậm chân tại chỗ. Thì cái xe đó không phải là xe riêng của con nữa, mà xe đó là con đang tuột dốc với dòng thời gian của biển khổ. Vì vậy cho nên mỗi người phải có một chiếc xe riêng cho mình, mà chiếc xe đó phải chiếc xe xịn nha. Chiếc xe xịn để con không dậm chân tại chỗ. Nếu chiếc xe đó không xịn, con đi ra đường nó bể bánh xe, đi ra đường nó nằm tại chỗ, đi qua đường con muốn đi tới Bình Dương mà nó đi tới chợ bún cái nó đứt bóng mà làm sao con đi nữa. Cũng vậy, trong cuộc đời này con đi từ phàm phu tới hành Phật luôn, thì chiếc xe đó của con phải là xe xịn nha. Là sao? Là chiếc xe dòng xe chuyển pháp luân của con. Hôm nay con biết được kinh vạn Phật, ngày mai con tu được một pháp môn tụng kinh vạn Phật, ngày mốt con biết được cái phước lại Phật, có cái phước đó là phước gì và con hiểu thấu được cái phước đó để con tu tập tiếp nữa, thì đó là xe xịn, hiểu không? Vì vậy cho nên mỗi người phải có một chiếc xe xịn riêng cho mình để mình tăng tốc tu tới hành Phật là như vậy. Còn nghĩa đen là cái chủ xe ngoài đời thì thầy miễn bàn. Nhưng mà mỗi người muốn tăng trưởng phước báo đầy đặn thì phải mỗi người là một chiếc xe. Xe đó phải giúp cho con tăng tốc, không có đứng chân tại chỗ nha. Mà con tu mà không tăng phước, tu mà dậm chân tại chỗ thì xe của con là xe không có xịn. Xe của con là đi một hơi là nó bị hết xăng, đi một hơi là nó bị chảy nhớt, đi một hơi là nó nằm dùng luôn, là xe đó không có xịn. Xe đó không đưa con đi đến đâu hết. Mà con tu hành xe con xịn là xe của con phải là xe phước báo để giúp cho con. Tu là con thích tu, lại Phật là con thích lại Phật. Ngay cả khi con nghe pháp về kinh giảng Phật, con phải khoái nghe giảng pháp nữa, chứ không phải là con nghe tới đây con đi về mất tiêu đơn rồi là xe con đang đứng chân tại chỗ đấy, thấy không? Rồi số tài khoản riêng. Số tài khoản riêng là sao? Ở ngoài đời số tài khoản riêng, còn trong đạo là con có số tài khoản phước báo riêng. Là sao? Tài khoản để làm gì? Là chuyển tiền luân lưu ra vô, đúng không? Còn số tài khoản phước báo là phước con phải luân lưu. Qua kiếp nào con cũng xài được phước đó hết. Có thể kiếp này con làm người tu ở chùa Hiên Hòa, kiếp sau con có thể tu ở chùa bên Mỹ sao? Đại khái vậy. Rồi kiếp sau con tu ở chùa ở cung trời nào đó là sao? Đại khái chiếc tài số tài khoản phước báo của con phải luân lưu và càng ngày càng tăng trưởng. Không thể tài khoản phước báo con là con số 0. Vì vậy nếu mà tài khoản phước báo con số 0 thì coi như phước con không có làm phước thì con xài giết hết phước. Đại khái cho nên để con nghi dung đầy đặn là phước báo con đầy đủ dư luôn á, là con phải có nhà riêng, nhà tâm linh an ổn, cách nhiệt và cách âm. Rồi xe riêng, xe đó xe xịn để con đi là đến đích, đến vô thượng bồ đề ha. Rồi số tài khoản riêng là số tài khoản phước báo con phải không bao giờ mà không đồng phước báo trong đó hết, mà lúc nào cũng phước báo trong tài khoản đó là phước báo vô tận. Bấm nút ra là có phước báo, bấm nút ra có phước báo. Tại sao ta nói người đó quá trời phước? Người đó quá trời phước bởi vì tài khoản của họ quá trời phước, hiểu không? Rồi bởi vậy cho nên nhãn nhĩ tỷ thiệt thân tâm sắc hương thinh hương vị xúc pháp là 6 căn cộng với 6 trần. Mắt thì thấy sắc, mũi thì nghe mùi, rồi vị ngọt đôi môi. Để con cái miệng này là con nói những điều thiện, không nói những điều ác. Đại khái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân vị xúc pháp. Pháp là pháp của Phật, ta muôn 4000 pháp môn rồi đó. Mỗi pháp môn đó là trị mọi bệnh của chúng sinh, cho nên tất cả điều đó mà được nghi dung đầy đặn là con. Tại vì hết giờ không có thể xoay được cái này, cho nên tóm lại một điều, khi mà con đã thường xuyên ảnh lễ Phật, thường tôn kính Phật, thì
Hôm nay quý Phật tử trở về Tam Bảo Thiên Hòa Ni Tự tinh tấn tu hành hôm nay và chúc mừng toàn thể quý Phật tử vị nào có phước báo đến đây tu tập và nghe được bài pháp này có cơ duyên tu riết sẽ được đắc thành tựu phước báo về nghi dung đầy đặn. Chúc mừng toàn thể quý Phật tử. Và túm lại một điều, trong cuộc đời này nếu mà để tăng trưởng phước báo, thứ nhất con phải có một ngôi nhà an ổn về tâm linh. Nhà đó phải cách âm và cách nhiệt. Cách âm là không màng tới thị phi ngoài đường, ngoài đời. Cách nhiệt là không làm cho con nóng máu khi vào cái nhà đó, là con tịnh tâm để con tu được ha. Xe xịn, xe riêng của mình xe xịn là xe đó đưa mình đến vô thượng bồ đề, đến thành Phật luôn, không thể dậm chân tại chỗ. Là phải nói về phần tâm linh. Còn số tài khoản riêng là tài khoản phước báo của con, phải luân lưu phước quá trời trong đất. Khi con bấm nút ra là có phước xài, bấm nút ra là có phước xài. Chúc mừng quý Phật tử hôm nay đã trở về tham dự khóa tu. Chúc quý Phật tử đã sẽ có được một cơ duyên tu riết sẽ thành một cái phước gọi là nghi dung đầy đặn. Chúc mừng toàn thể quý Phật tử nha. Đi Đà Phật.